Vâng, xin chào bác, đến kinh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe Rốt thương hiệu của Gian, mang model OCR 3007. Thì đây cũng là một cái phiên bản Gian Compact đời đầu của thương hiệu Gian về dòng xe đua. Những video trước em đã giới thiệu bác không phải Gian vừa qua thì cũng mẫu mang Gian OCR 2002 Winmax và 2007. Thì đây là mẫu model cao cấp hơn dòng Gian model OCR 3007. Với cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng và những điểm chỉ nhấn màu đỏ ở trên khung hình xe rất là nổi bật, dành cho bác rất ưa thích những cái tông màu sáng. Và đây cũng là một trong những cái mẫu xe rất là bền bỉ theo cái thời gian của dòng thương hiệu của Gian. Và sau đây là đánh giá của những chiếc xe. Và tổng thể xe lốp sơn cũng còn rất là đẹp. Tuy là xe đã qua trong một thời gian trong phòng sử dụng nhưng mà tổng thể xe đánh giá là tầm 85%, cũng là một trong những cái mẫu đời đầu tiên của thương hiệu của Gian, model Gian Compact OCR 3007. Thương hiệu Gian cũng là một trong những thương hiệu đứng trong top thế giới về thị trường xe đạp thể thao, cũng là bán chạy trên toàn cầu. Đây là dòng Gian chính hãng, website gianbicycle.com. Xe lốp sơn màu trắng sữa bác nhá. Đây là mẫu dòng xe Gian quốc tế của OCR 3007 đời đầu Gian Compact. Khung nhôm thiết kế theo những đường chi tiết rất là nhỏ gọn trên khung xe, rất là thon. Toàn bộ là sử dụng bộ kim nhôm cổ phốt ki đông chính hãng của thương hiệu Gian nguyên bản theo xe. Tay cuốn còn rất là mới. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Soda. Bên tay trái em và bên tay phải em được sử dụng bộ tay lắc chính hãng của Shimano Soda. Đằng trước có logo biểu tượng CNC đúc bằng nhôm của thương hiệu Gian, thường xuất hiện trên những dòng xe Gian Compact đời đầu của dòng model OCR. Càng thiết kế là càng nhôm không mối hàn, càng nhôm không mối hàn, chính hãng luôn bản theo xe. Đây là mã vạch chính hãng của Gian đây, còn nguyên trên khung xe bên dưới gầm xe bác nhá. Một trong những cái mẫu Gian rất là bền, đời đầu tiên của thương hiệu Gian quốc tế là Gian Compact OCR 3007. Anh đánh giá rất là cao về cái mẫu phiên bản OCR đời đầu này, được rất nhiều các bác xe đạp thể thao ưa chuộng trong thời gian vừa qua. Vành Zero, vành nhôm hai lớp, lốp CST nguyên bản theo xe. Kích thước lốp là 700x23C, vẫn là kích thước lốp cơ bản chính hãng của xe đạp thể thao dòng xe road đua. Sử dụng với bộ căm lá hẹ rất là bắt mắt, giúp cho cái độ chắn gió của xe rất là tốt hơn. Căm lái hẹ rồi căm dẹp. Với tông màu trắng sữa, dành cho những bác ưa thích những tông màu sáng. Đuôi đĩa chính hãng của Shimano Soda, gạt đĩa của Shimano Soda và xe được sử dụng với nguyên group chính hãng của Shimano Soda. Sử dụng bộ phanh ba mảnh chính hãng của Shimano Soda trước và sau. Động yên nhôm, yên nguyên bản theo xe, thấy cũng có tông màu trắng đen, còn rất là mới. Chủ đề sang lọc chủ đề của chính hãng của Shimano Soda,
thì như ông biết thì Shimano Sora thì cũng trên những cái dòng của Shimano Gradit. Mayer trước và sau là Mayer của Bottega. Vành nhôm hai lớp Zero lốp CST. Cộng yên nhôm của chính hãng Gian không bằng nó xe. Đây là mẫu dòng Gian OCD 3007, model 3007 rất là cao so với thời trước đây. Dòng Gian quốc tế. Bài đầu của dòng thương hiệu Gian xe đua. Dòng con compact. Xe đạp được hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ đặc quyền của chính hãng của Gian. Và sau đây em xin đo thông số chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 47. Thế là các bác nào từ 1m6 đến 1m7. Sau đây em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lít rồi. Xe trang bị với 9 tầng lít chính hãng, nguyên bản cho xe. Nguyên bản lúc chính hãng của Shimano Sora. Đúng lít. Vâng. Chuyển động rất là trơn tru mượt mà nhá. Bên đây phải em là đùi đĩa của Shimano Sora, gạt đĩa cũng của Sora. Hai tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Và hầu như hoạt động của xe rất là tốt các bác nhá. Cũng là hầu chi tiết hoạt động ạ. Những các bác nào đã yêu thích cũng thương hiệu của Gian thì không nên bỏ qua cái mẫu OCR Compact 3007 Burger Group Sora. Đây cũng là một cái model thế hệ đời đầu của thương hiệu của Gian, rất là bền bỉ. Vâng, vừa em đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian model OCR 3007 dòng Gian Compact thế hệ đời đầu của Gian quốc tế và xe sử dụng cái nguyên group chính hãng của Shimano Sora. Xem các anh đánh giá rất là cao về cái độ bền của xe. Làm từ hợp kim nhôm alloy X toàn bộ khung và càng. Và xe giá rất tốt bên em là 8 triệu 7 bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại vào chương ngày mai.